bông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa, bông trăng xuống chơi cây cà thì vườn cà cho trái, bông trăng xuống cô gái đẹp thì gái đẹp cho chồng, bông trăng xuống anh đàn ông thì đàn ông cho vợ. Khi mà Hiền đứng lên sân khấu Hiền hát bài này, Hiền thấy cảm thấy nó như thế nào, có thấy là nó có còn hợp với cái độ tuổi của mình hay không? Vâng, Hiền thấy thì lúc mà 13, 14 tuổi cho tới bây giờ thì Hiền cũng như vậy thôi, không khác gì hết. Tức là tâm hồn của thầy Hiền nó vẫn còn như là 13, 14. Cho nên lúc mà thầy Hiền lên sân khấu thì thầy Hiền hát những cái bài đó thì nó tự nhiên lắm. Yeah. Thảo thì sao? Kinh nghiệm của Thảo và Phượng nữa? Không, thì cái mục này cũng vui vui, bởi vì thứ nhất là kéo Hạnh vào cho có gì thay đổi thì bốn chị em cũng vui nhỉ.